Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ở đây là có một bạn sinh viên khóa K17. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn bạn một số câu hỏi về ngành marketing nha. Ok, chào em, anh là Nhật, anh đang làm một cái dự án của môn MKT201. Thì không biết là em có thể giới thiệu tên, họ tên và ngành nào, em học ngành nào và khóa nào không? Dạ, em tên là Tóc Máy Linh, hiện tại em là sinh viên K17, nhập trường Cao đẳng Phụ Tiện, đại học Cao đẳng. Ok, chào em, thì không biết là hôm nay anh sẽ phỏng vấn em và một số câu hỏi liên quan đến kiểu là tương lai sau này của em nha. Thì sau khi ra trường em nghĩ kỹ năng nào là cần thiết nhất đối với một người mới ra trường để có một công việc tốt? Em nghĩ để có một công việc tốt thì kỹ năng cần thiết nhất đó là chính là tinh thần học hỏi cũng như là cái việc kỹ năng làm việc nhóm. Tại vì khi mà mình đi làm tại công ty á thì mình sẽ làm chung với những đồng nghiệp mới này, với lại là khi mà vô công ty thì mình cũng là một người mới á, thì nếu như mình đem cho mình một cái tinh thần là ham học hỏi, kiểu sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới á, thì mình sẽ có thể thực hiện công việc của mình tốt hơn. Ok, vậy thì một số câu hỏi nữa. Vậy thì em nghĩ kỹ năng nào? Kỹ năng mềm, kiểu là kỹ năng về chuyên ngành hay là kỹ năng mềm về soft skill thì nó sẽ quan trọng hơn? Em nghĩ là kỹ năng mềm sẽ quan trọng hơn. Nhưng mà kiểu như là mình cũng cần phải có một xíu kỹ năng cứng trước. Kỹ năng cứng mình cũng có thể trau dồi thêm, nhưng mà kỹ năng mềm thì những cái tác vụ đơn giản như là làm việc nhóm hay là những thao tác mềm như là viết email hay gì đó bình thường đi, thì mình cũng cần phải đảm bảo được cái quá trình huấn luyện của mình tốt. Cảm ơn em. Vậy thì sau 5 năm nữa khi mà em ra khỏi trường thì em nghĩ mình sẽ muốn trở thành một người chạy truyền thông tốt, master, hay là em muốn trở thành một con người như thế nào? Em nghĩ là sau 5 năm nữa thì em muốn trở thành một người làm quảng cáo, giống như là hiện tại có những cái quảng cáo nội dung nó gọi là không có được, nội dung nó không có hay nhưng mà nó vẫn thu hút mọi người bởi vì cái sự ngã mà trên đó. Là cần tăng bận đúng không? Dạ, đúng vậy. Rồi. Thì em không thích những cái đó, thì em muốn là nếu như sau này em có cơ hội được làm những công ty quảng cáo á, thì em sẽ có thể phát triển các kênh quảng cáo, các quảng cáo nó trên nhiều được hay hơn và có ý nghĩa cho cộng đồng nhiều hơn. Thì không biết là trong khi em vào trường thì em có biết đến em có tham gia câu lạc bộ nào không? Dạ có, em có tham gia câu lạc bộ Sài Gòn thì mình không. Có Sài Gòn à? Ok, vậy thì không biết là em có biết đến câu lạc bộ BEC không? Business and Club ấy. Vậy thì tại vì sao mà em không tham gia vào câu lạc bộ đó mà tham gia vào Góc Sài Gòn?